Vâng, em xin chào đến tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một chiếc đồng hồ tứ trụ với chất liệu là gỗ hương đá 100%. Nhà em làm từ trên xuống dưới đều là gỗ hương đá hết các bác nhá. Thì em sẽ đi sâu báo giá chi tiết và cũng như là kích thước cụ thể của chiếc đồng hồ tứ trụ này cho tất cả mọi người cùng tham khảo ạ. Đấy. Và chiếc đồng hồ này có kích thước là chiều cao là 2m3, đường kính là 70 các bác nhá. Chất liệu gỗ là gỗ hương đá cao cấp, thì em làm là 100% luôn ạ. Rất đẹp luôn. Và tiến sát vào bên trong thì máy này nhà em làm là máy Sunly Hàn Quốc, chạy bằng pin các bác ạ. Cực kỳ là bền và bảo hành cho mọi người là 25 luôn các bác nhá. Khi sử dụng cái máy đồng hồ này. Đấy, quả lắc đang chạy. Đấy, là đồng hồ vẫn đang hoạt động bình thường. Và bên cơ sở nhà em đang bán chiếc đồng hồ này với giá là 13.800.000. Đây là một trong những cái mẫu đồng hồ mà bên sở nhà em bán rất chạy luôn ạ. Đấy. Và là dòng đồng hồ cao to nhất tại thời điểm hiện nay. Mọi người xem đường nét chi tiết và nhà em hoàn thiện này rất đẹp luôn. Đấy. Các bác nào đang có nhu cầu thì liên hệ em ngay số điện thoại ở phía dưới. Em sẽ tư vấn và gửi ảnh miễn phí cho tất cả mọi người nhé. Thì kết thúc video tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.